một chảo nước mắm kho quẹt thôi, ăn ba chén cơm là bình thường, còn ăn đứt luôn cả những món khác nữa sáng nay là ba bắt nồi cơm sớm nè hai cha con thì ăn có hơn lon gạo xí hà ba ở nhà thì sẽ dùng cái nồi cơm điện bé bé như thế này nè cũng có cái bếp ga gọn gọn mình để phía trên lúc nào mà cần thì dùng ba bắt cơm rồi thì mình đi đội cái gỗ đi hái rau ngày hôm nay cũng là ngày gặt lúa của cánh đồng quê mình mà hễ tới mùa gặt lúa thì mọi người sẽ thấy những cái chiếc giống gì nè nó chở mấy con vịt chạy đồng Nó không làm thì kêu bằng tắt gán mà lâu rồi cũng không biết có phải không nữa còn đây là cách mà gặt lúa ở quê mình là dùng một chiếc máy gặt đập liên hợp là có thể cắt cho cả một cánh đồng luôn đó lúa chín đều hết rồi và nghe nói là năm nay lúa cũng được giá đó mọi người Hồi xưa các lúa cực chứ lắm phải dài chục người mới cắt được còn bây giờ thì chỉ cần một cái máy chấm gì thôi là nó chạy cả cánh đồng luôn mình thì chỉ cần chắc tay xe đít và đi theo coi thôi hà người nông dân họ rất là trân trọng từng hạt lúa mà họ trồng ra đây là công sức mồ hôi những bao lúa đầy ấp cũng thể hiện cho một vụ mùa bội thu hôm thâu. nay thì trời cũng nắng đẹp nữa bữa nay cắt lúa xong là chuẩn bị ăn tết luôn là vừa người ta sẽ dẫn chuyển lúa bằng chiếc máy đó ủa cái này là trái thù lù nè mọi người ba thì bắt nồi cơm rồi tôi xách gỗ đi hái rau mà ra đây toàn bẻ trái thù lù xong rồi đi bẻ trái ỏi ngắm cảnh không à Ổi nhà chồng không có phân thuốc sâu gì hết á bẻ ra là mình ăn được luôn hỏi nó ngọt xớt xong rồi mình sẽ đi hái rau nè rau này có tên là rau trai mà tại sao nó lại là rau trai ha Loại này thì ở vườn mọc nhiều, chỗ nào mà ẩm ướt với mát á, là nó rất là tốt luôn Ngồi có một chỗ thôi tôi hái được một rổ luôn Ở quê là vậy đó, loại nhông nhông thôi cũng có được rổ rau ngon ăn nữa Tay thì cầm gỗ rau, tay thì cầm trái ỏi, quá trời quá đất luôn rồi Thôi để tôi loại đi về Về thì tôi thấy ba tôi đang làm cái này nè, không biết là làm gì nữa Hình à, như là vô cái bầu để trồng cây hay sao á để kéo cái thao lại cho mọi người coi một gỗ rau nó ba lớn gì đây nè rau chai này mình chỉ hái phần đọt thôi nó non eo hà cho nên là cũng không có cần phải mà tỉa gì chân để vậy nấu luôn cái đó hành này mấy bữa rồi bữa nay nó úa hết trơn rồi nhưng mà cũng còn ăn được nghe bắt cái nồi nước lên trời nước sôi thì mình đi lấy tỏi với hộp dịch nè Hột dịch mình treo vàng bếp tỏi mình cũng treo vàng bếp luôn sáng nay mình không có đi chợ cho nên là nhà có chi dùng nấy trứng dịch thì này mình đập ra mình chiên lên nêm vô muối đường bột ngọt thôi hà giờ cái nồi nước ra phía sau thì mình bắt cái chảo lên để mà chi hộp dịch nè cái bếp nó nằm trong kẹt cho nên nhìn nó tấm hấm à rau chai thì mình bỏ vô chảo phía trước nóng thì mình cho dầu phi thơm tỏi lên cho nó vàng vàng một xíu để cho nó vàng thì mình để hột dịch vô đó nhớ là phải bớt lửa ngang chung thôi là cái tỏi mình nó khét ngang hạch chân đó ý mình lẹ tay mà chút xíu nữa là tỏi khét rồi đó mọi người thấy nó đen đen xíu rồi đó tráng vòng vòng cho trứng chín, chín đều rau thì mình lật lại cái nữa là được rồi đó giờ là mới đến cái món quan trọng nhất nè nước mắm kho mình đun sôi nước mắm rồi mình cho bột ngọt xong rồi mình cho ớt Ngồi chờ cho nó rút nước keo sạch lại Cái món này kêu bằng là kho quẹt đó mọi người Mình đi ra kêu ba ăn cơm Thì thấy ba đang dừng cái này nè Hỏi thì ba nói là ba trồng ớt Dừng lại như vậy là để gà nó không có vô bơ Bữa cơm bữa nay có hai cha con có trứng chiên nè Kho quẹt nè với lại là canh rau chai Mời mọi người ăn một bữa cơm giản dị với hai cha con mình nha Có những bữa ăn thịt ăn cá Rồi cũng có những bữa ăn giống gì nè cái món kho quẹt như vậy là nó đơn giản lắm nhưng mà mọi người quẹt quẹt ăn với cơm nóng hay là mình chấm với rau luộc á là nó bắt cơm dữ vàng luôn nếu như mọi người bị ngán cá thịt đó thì lâu lâu mọi người có thể trở bữa ăn cái món này là đảm bảo mọi người sẽ ăn rất là ngon miệng gạo trai thì nó no nghèo à nấu là canh ăn như ý luôn á mọi người mình với ba ăn cái chảo kho quẹt không à không thèm ngó tới cái chảo trứng chiên luôn á hồi xưa cái chảo kho quẹt này là mình toàn trang với nước cơm không á hai cha con quẹt nhiệt tình luôn còn cái chảo trứng chiên thì không ai ghé tới hết trơn